Vâng, thưa quý vị và các bạn, không cần phải diễn tả quá nhiều lời bởi vì xung quanh tôi bây giờ thì rất đông các gia đình cùng các em nhỏ tại chung cư Khang Nam đang náo nức đón chờ tới giờ phá cỗ. Những chiếc đèn ông sao thì đã được thắp sáng lung linh. Đội múa lân đã sẵn sàng xuất phát và cũng như thật khó để đứng yên khi trống hội đã rộn ràng khắp trốn. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng chúng tôi hòa mình vào không gian cổ tích này nhé. Trung thu ngày nay hiện đại và đầy đủ hơn xưa, nhưng có lẽ ai cũng từng khao khát được quay trở về với những ngày Tết Trung thu đầy ắp tiếng cười, nơi có ánh trăng sáng ngời, có chị Hằng hiền dịu và có chú Quậy tinh nghịch. Bài hát Thằng Quậy do các bạn nhỏ tới từ nhóm múa Pha Lê đã đưa mọi người về một Trung thu như thế, thấy mình muốn được cười, được hát, được kết nối và chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người. Các cô chú còn dày công xây dựng một chương trình ảo thuật sống động, hấp dẫn. Có em bé nào không reo cười thích thú khi được mời tham gia vào những tiết mục siếc ngộ nghĩnh? Miền ký ức về Tết Trung thu cho mỗi người là những kỷ niệm chẳng ai giống ai. Đối với những người bạn Hàn Quốc đang sống tại chung cư Khang Nam, chứng kiến không khí đón Tết Trung thu của người Việt Nam cũng làm họ nhớ về những kỷ niệm đón Tết Trung thu tại đất nước họ. Tháng 8 âm lịch cũng là lúc kết thúc mùa vụ trong năm. Vì thế Tết Trung thu hay còn gọi là Tết Chu Xéo, người Hàn Quốc sẽ tổ chức nghi lễ tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho một mùa màng bội thu và cầu mong những điều may mắn trong nông vụ sắp tới. Dù có khác biệt nhau về văn hóa, nhưng tự chung, Tết Trung thu của Việt Nam, Hàn Quốc đều mang ý nghĩa đoàn viên đúng như hình tượng đêm trăng tròn mùa thu. Thấu hiểu được tình cảm của cư dân thì ban tổ chức đã cố gắng kết hợp hài hòa giữa ý tưởng hiện đại xen lẫn truyền thống để đem đến cho các em nhỏ cũng như là người lớn chúng ta một dư vị khó quên của ngày Tết Trung thu, Tết đoàn viên của riêng Khang Nam, để trong lòng mỗi người đều nhớ về một ngôi nhà chung mang tên kết nối yêu thương.